Suốt chặng đường 10 năm, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành cùng nông dân, truyền thụ kiến thức làm nông, giúp nông dân vững tin chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất để nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh vườn, miếng ruộng của mình. Đây là lớp kỹ thuật cắt tỉa và tạo dáng bonsai với chuyên đề nuôi dưỡng cây bonsai thành phẩm do thầy Hai Rìu, nghệ danh của thầy Nguyễn Văn Hai hướng dẫn. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Dưới sự dẫn dắt của thầy Hai Rìu, chất lượng bài giảng đạt hiệu quả cao. Thầy giảng lý thuyết nhưng đều có minh họa, dẫn chứng bằng các loại kiển bonsai rất sinh động, giúp học viên nhớ lâu sau tiết dạy tạo dáng bonsai trên lớp. Học viên được thực hành ngay trong vườn dưới sự dẫn dắt của thầy. Buổi học rất bổ ích, học viên được sửa sai ngay tại tiết thực hành. Thì trung tâm khuyến nông hay là chỗ trung tâm hỗ trợ nông dân thành phố thì biết mới có mời để mình tham gia vô cái chuyện rồi trao đổi kỹ thuật với bà con. Trong cái kinh nghiệm mà mình trồng hoa kiển thì thời gian mà mình tham gia nay là cũng khoảng 10 năm, khi bắt đầu cái chương trình 1956 là bắt đầu có mặt. Thì trong cái quá trình mà tham gia đó thì cũng nhận thấy là nó có cái sự thay đổi cũng khá lớn. Ví dụ như trước kia đó, người ta trồng thì gần như cũng muốn bỏ cho trời đó. Thì có những cái lớp này sẽ giúp họ cho nâng lên được cái kiến thức, thì từ đó họ chăm sóc về mặt kỹ thuật đó, càng ngày đó, cái tay nghề họ có nâng lên, rồi còn tạo dáng đẹp, rồi làm cho cái sản phẩm mình tăng cái giá trị. Rồi bên cạnh đó thì cũng từ cái kết quả như vậy đó, thì có người thì mình thấy nay là 10 năm rồi, từ cái lúc mà họ mới bắt đầu cũng gần như chưa có gì, thì bây giờ thì họ cũng đời sống họ cũng khấm khá, thậm chí có anh là giờ ảnh thành doanh nghiệp luôn. Anh sắm xe ô tô rồi sắm luôn cả xe tải. Thì hồi nào giờ cũng học nhiều khóa ở trường Thanh Tâm, rồi ở ngoài đại học học tự nhiên ngoại, rồi học ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, cũng học cũng rút kinh nghiệm nhiều, cũng nhờ là hội nông dân của thành phố để mà hỗ trợ để mà dạy, để lấy kinh nghiệm để mà nông dân để làm cái cây kiển thì đạt hiệu quả hơn. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đồng hành cùng thành phố đào tạo nghề nông nghiệp suốt 10 năm qua, trong đó có 7 năm đào tạo nghề nông nghiệp theo quyết định 1956 QĐ-TTR ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và quyết định 971 ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2015 sửa đổi bổ sung quyết định 1956. Trung tâm đào tạo các trình độ cơ bản và nâng cao dưới 6 tháng, nội dung tập trung vào các chủ đề kỹ thuật cắt tỉa cành và tạo dáng bonsai, trồng và chăm sóc hoa mai, hoa lan, nuôi cá kiển, cá thịt, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho cây trồng, kỹ thuật thiết kế sân vườn. Sắp tới, trung tâm bổ sung vào danh mục đào tạo một số nghề mới phục vụ nông nghiệp công nghệ cao để nông dân tiếp cận. Ngoài ra, đào tạo chú trọng thực hành hơn lý thuyết theo tỷ lệ 70 và 30% để giúp nông dân vận dụng vào thực tiễn sản xuất, đồng thời thu hút đội ngũ giảng dạy tâm huyết, lực lượng nghệ nhân giỏi tay nghề và kinh nghiệm tham gia giảng dạy. Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân cho biết, suốt 10 năm đào tạo nghề, trung tâm đã tổ chức được 467 lớp cơ bản và nâng cao với gần 14.000 lao động tham gia. Thông qua đào tạo nghề, nông dân được trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp, từ đó giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm,
giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích. Sau đào tạo nghề có khoảng 84% lao động được giải quyết việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.